nó xá người tu, cái không ăn thịt mà nó còn trở lại xá luôn, xá luôn. Còn những người không tu nó xé xác tan tành, ăn xương sọ tiêu, không còn, là không có sợ. Người tu với người không tu lộn xộn nhưng mà không sợ, có nghĩa là người tu thì con thú nó biết, nó tránh gà, nó xá mình. Còn người không tu nó biết, nó ăn thịt đó. Nên bà con đừng sợ, đừng sợ là cái chỗ người tu với người không tu sống chung với nhau lát ăn thịt tu luôn, không có, không có cái chuyện đó. Nhưng mà con à, dạ kính thưa cô Năm, thì con có đoạn giảng của thầy thì con cũng xin hỏi cô Năm. À, năm nay thì thấy nhiều chuyện lạ quá nên con hỏi đoạn giảng này, không biết để cô Năm chia sẻ để bà con thức tỉnh mà tu á. Đất bằng sao nước lại trào, chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Giặc thời tứ hướng vậy thì nhiều nước dị kỳ khác chẳng giống nhau. Vừa chạy vừa khóc như mưa, trốn đâu cho khỏi binh ngừa bốn phương. Ghê đó, cô Năm. Đấy rồi, cái này lời sấm giảng của thầy viết ra là có, nhưng bây giờ đó bà con thấy các nước ở ngoài đó nó khác nước với nhau, cho mà nó giành nó đánh với nhau. Rồi nước nè, tự nhiên bây giờ á mới có cảnh tỉnh thôi. Cảnh tỉnh có nghĩa là cảnh cho mình tỉnh lại, à, là tự nhiên ở dưới Tiền Giang nước ngập, đâu phải đó, trong giảng thầy nói tự nhiên nước dâng đó. Đất bằng sao lại nước, sao nước lại trào? Đó, tự nhiên đất bằng nước trào lên, nhưng mà không phải là hết trơn cả là cái miền Tây mình thì mình mới nói là cái mùa. Con này tự nhiên cái chỗ đó à, có một chỗ mọc. Mà lại đặc biệt ở đây là hổng gà không có mưa nữa. Không có mưa chứ mà tự nhiên nước trào lên. Thời kỳ nó đã tới cận kề để cảnh tỉnh những người chưa biết tu. Đó, nên là cái câu giảng thầy nói để cảnh tỉnh người đời. Cho một cái chỗ rất là cao, ở Tiền Giang cao lắm đó, hen, mà nước chừng. Rồi cái chuyện lạ, cái chuyện này là cái chuyện thiên cơ của trời định cho mình thức tỉnh, cảnh tỉnh người đời, thức tỉnh nặng tu. Phải chi mà cái vùng Cà Mau á, là ở dưới Long Độ, dưới Cần Thơ rồi, thì đất nó thấp, thì nước nó ngập đi của không nó. Mà lại bây giờ ở Cà Mau, Bạc Liêu thì lại nước nó khô hạn, rồi nước mặn nó tràn vô, cây vườn chết. Còn ở Tiền Giang đất nó cao lắm mà tự nhiên cái nước dừng, đất bằng tự nhiên là cái gì, đất sao nước lại trào đó. Thế còn thấy không, đúng là trong sấm giảng thầy nói luôn, đúng y chang luôn. Thầy nói Phật nó không có sai nghe bà con. Cái đoạn này là năm này đó, cảnh tỉnh. À, rồi cái đoạn này, rồi bắt đầu đoạn thứ hai mới ghê. À, đoạn thứ hai là chẳng biết chừng nào cho hết loạn ly. Không lẽ là hết năm nay là không có hết loạn ly đâu bà con, tới luôn, từ từ tới, năm này tới một miếng, tới ví dụ bây giờ năm nay tới một, năm tới tới hai, năm tới tới ba, năm tới tới bốn, nó gấp lên hoài không có hết. Bị gì là bà con biết không, tới để mà lập hậu long qua sàng lọc, nó tới hoài để mà thanh lọc sàng sảy, đi đến hội Long Hoa luôn chứ không có hết. Dạ. Thời kỳ này là bắt đầu siết chặt luôn. Siết chặt đặng đi đến hội Long Hoa, lựa những người hiền lương nhân ấy, người hung là diệt hết, người ác cũng diệt hết. Đó là mới đến đến cái hội Long Hoa được. Chứ bây giờ con thấy đi, nếu mà không có sàng, không có lập, không có xảy ra thì làm sao mà đến dự hội Long Hoa được? Dự hội Long Hoa là lựa những người hiền lương nhân ấy, rồi những người con tiên cháu Phật biết hiền lương mới đem vào dự hội Long Hoa. Không có lọc ra, không sàng sảy sao được. Nên là bà con nhớ, năm nay một, năm tới phải hai, năm tới phải ba, năm tới phải bốn. Đó, lên hoài chứ không có chừng nào mà hết rồi là hết đời đó. Nghe cô nói nè bà con, chừng nào mà hết khổ là hết đời. Nên là trong sấm giảng nói thì mình không có biết. Thì chừng nào dẫu Phật cả đời thế giới bình yên, không biết con dậu nào, nhưng mà cái dậu nào hen, mà đến cái năm gà đó là hết, hết là dẫu Phật cả đời là hết khổ đó. Mà nhưng mà không biết con giáp nào thôi đó. Nên là hết khổ là mới hết tới đời.
tiêu hết, không còn nuôi người mà. Và thầy cũng nói 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn có 1. Bà con nên nhớ cái lời Phật nói là không có sai nha, không có sai. Nên từ đây sắp đến khổ lao, khổ đà đến nơi. Đây nè, từ đây tới là khổ đà đến nơi đó. Nên bà con gán không còn hy vọng mà đừng có làm giàu làm khó để xây nhà lầu nhà đài nữa đâu. Bây giờ có người nói vậy nè, bây giờ á là nhà nước ta làm ăn gần gần gỗ gỗ, đường xá ta làm lên gần gần gỗ gì ta. Bà con nên nhớ chỉ một phút thôi, máy tiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thạnh si như thể tên bay, bay một cái là tiêu hạch liền, chứ không phải mình ở dưới này đó. Nẻo thạnh si đó như thể tên bay vậy đó, là nếu mà đang là đường xá hen rực rỡ thành phố, chụp một cái như bà con thấy đi. Bây giờ nói như vậy sao không nhìn ở nước ngoài, cái nước gì, cái nước ngoài gì Thổ Nhĩ Kỳ đó, phải không? Đó, bà con thấy đi, thành phố như vậy đó, cả thành phố, cả nước gì, chụp một cái không còn gì hết luôn. Rồi mình ở đây cái gì, cái nước mình còn nhỏ bé hơn người ta nữa. Mà có người nói là đang là đường xá nhà nước làm gì, nhưng mà cái này thiên cơ mình không có dám nói. Nhưng mà mình nhìn nước ngoài đi, là bà con thấy tại sao cái nước Thổ Nhĩ Kỳ thành phố sụp xuống một cái không còn một người mà thay chết cái bằng mà xúc đi chôn, chứ xúc đổ chứ không có nó chôn đó. Thổ Nhĩ Kỳ đó. Rồi cái này nè, bên Nhật cũng sụp nữa. Thì ở trong đó là các nước đó, thầy nói các nước. Mình đã nó biến chuyển thì mình ở đây mình lo đi. Mình lo tu là còn, có thể mình lo cô lo tu quyết chí đó hen bà con đó, thì đất nước mình không có như Thổ Nhĩ Kỳ. Nó cũng từng dùng, từng dùng là cũng như cái dùng này không có tu thì mới cảnh cảnh chỗ đó, vì chỗ này tu chừa lợi vậy đó, không phải như là nguyên cái nước giống như Thổ Nhĩ Kỳ. Nên bà con khổ đà đi đến sắp tới rồi đó, từ năm này khổ ít, năm tới khổ nhiều, khổ tới tới hoài luôn. Nên là bây giờ chỉ cô chỉ khuyên bà con có một con đường tu là được, chứ không có cái cách nào. Đừng có nói là mua gạo dự trữ nghe, bà con đừng có mua gạo dự trữ, dự 5-3 tấn, 1-2 tấn. Thì ví dụ như là cô dự trữ chừng 500 ký đó, ăn thì được. Ví dụ có người khổ cũng chia sắt với nhầm sống, chứ đừng nói mà mua 10 tấn, 20 tấn để đó không có đâu. Đến chừng đó rồi không có được ăn đâu, để tiền đi làm phước đi. Ví dụ giờ mua 10 tấn, đem 10 tấn nó ra đi làm phước. Ví dụ 10 tấn là 100 mấy chục triệu nha, đem đi làm phước hết. Người nào nghèo khổ đem đi cho, cái đó lát nó cứu mình đó. Chứ mình dự trữ 10 tấn gạo chưa chắc giờ mình được ăn. Nên thì là để trong kho sập xuống ở đó. Sập xuống máy thiên cơ đang căng thẳng gì tự nhiên nó sập một cái mất tiêu. Bởi vì thầy mới nói máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai đang như gì tự nhiên thay đổi rồi sập liền. Nẻo thạnh si như thể tên bay, bay một cái dèo là như mũi tên mình bắn vậy đó, mình trở tay không kịp luôn. Nên là bà con phải nhớ là đừng có dự trữ nhiều. Ví dụ mình mua chừng 500-700 ký hoặc 1 tấn để dành nó khi mình xây sở trong cái lúc cái cơn nguy biến đó thôi. Chứ còn lâu dài là không có được, tới rồi không có thể nào mà được hết á. Chỉ có bây giờ bòn mót từ chút phước là để dành là được. Dự trữ công đức đi, dự trữ phước niệm Phật, dự trữ, đừng dự trữ tiền, đừng dự trữ gạo, mà dự trữ công đức phước đức vô gắn nhiều đi là còn. Nên cô nói bà con gắn, cô nói trước cô không có nói sau đâu. Những năm mà Tết rồi đó, người ta ăn Tết thì cô đang được, không có gì. Nhưng năm nay cô nói cũng lốc xoáy, cũng là nước dân, rồi đất đang, nhưng mà chỉ đào đổi. Bệnh nhiều chứng di kỳ, tới đây nhiều chứng di kỳ cả không có được. Thầy cũng nói rồi. Dạ, tại cô Năm thì con xin đọc thêm một đoạn này, nghe sao ớ ngốc quá. Mình như chỉ dẫn tơ dương, chính giữa thần tướng trung ương tung hoành, ác thú lục phá tan tành, tan quan quỷ quái chẳng còn lành đâu. Ghê vậy.
Nếu mà ác thú mà lục phá tan tành như vậy thì cô Năm cho con hỏi người tu người không tu liệu có như thế nào, mong cô Năm người chia sẻ. Là cũng như ác thú, con đọc ra từng một câu, cô trả lời câu tới câu yeah. khác. Mình như chỉ dẫn tơ dương, chính giữa thần tướng trung ương tung hoành, thần tướng trung ương là con biết đâu. Yeah. Thì nó cắm mình là trung ương. Yeah. Thì trung ương đó là cũng như đến chừng thần mà tướng tung hoành. Ừ, đến chừng đó mà núi nổ ra đó thì các tướng xuất hiện, các binh tướng cũng xuất hiện luôn. Xuất hiện hết luôn, thì trung ương là tại núi cắm mình. Đó. Bây giờ mình con người của mình giống như là chỉ mà dấn tơ dương, nghĩa là không biết cái chữ dấn tơ dương gì hả? Ừ, nó mỏng rồi cái đang lo chỉ dấn mà tơ dương, dấn dương vật chất tiền tài danh lợi nè, rồi lo danh lo lợi lo tiền lo mãi cũng không có xong, càng lo càng khổ nha. Thì dấn dương mình hoài mình không có đi tu được, mình không có bước chậm được, cũng dấn dương danh lợi tiền tài dấn dương mãi, cũng như chỉ mà nó quấn mình bây giờ không có đường xuất ra. À, không có đường để mình tìm ra một lối thoát. Tìm lối thoát là bà con hiểu không? Tìm lối thoát là mình bây giờ mình buông bỏ mình tu. Mà giờ chỉ nó dấn dương như là mình bị như là chỉ mà gối cùn, không biết đường dở. Rồi cũng như là con cha như mẹ vì con, vì con đã vì cháu không cô Năm? Dấn dương đó. Hầu mình sanh ra con mình lớn lên gả chồng gả vợ nó kéo giờ tới đời cháu cứ dấn dương như vậy là cùng chỉ mà gối không có đường gỡ. Bởi vì thầy mình chỉ dấn dương, rồi dấn dương nợ đời nè, rồi lo nè danh lợi tiền tài, rồi lo cho con cho cháu, nên dấn dương mãi không có thoát được cái dòng sáu nẻo luân hồi, không có thoát được ra cái cảnh giới để mà thoát ra tu. Đó, nên là giống sau này là chỉ nó giết mình chết luôn. Bởi vì thầy mới nói cái câu này, nếu mà tìm hiểu ra được mới biết, không tìm hiểu được không biết được. À, cũng như là con người mình bây giờ như là nó bị gối nồi, không có thoát được cái dòng mà danh lợi tiền tài tình, không có thoát ra được, như là cùng chỉ nó quấn mình gối nồi sao mình không biết đường đỡ luôn, là mình tiêu luôn theo chỉ mà cùng chỉ mà gỡ không được. Con nghĩ để bây giờ mình nói cái vật chất ha, cùng chỉ mà gỡ không được có nhiên đốt bỏ đâu làm gì được. Con người mình cũng vậy, dấn dương là tiền tình danh lợi rồi con cháu lo, không có thoát được ra cái cảnh đời. Mà không thoát được thì làm sao mà suy nghĩ đến con đường tu, thoát ra được thì mới nghĩ đến con đường tu mới giải thoát được. À, nên là bây giờ rất là nhiều người chưa có hiểu biết Phật pháp là cái gì luôn á, cũng chưa hiểu biết là tu là để được cái gì, không hiểu luôn, có người như vậy luôn đó, không có biết luôn. Ừ, tu làm gì, tu được cái gì, chưa hiểu. Còn nói cái câu đó là con biết đi. Bởi vì thầy nói là rất là đúng. 10 phần chết 7 còn 3, chết 2 còn có 1. 10 người đó chỉ hiểu được có 1 người thôi. Còn bao nhiêu là không hiểu gì hết. Thì đâu có tu. Còn lo danh, lo lợi, lo tiền, lo tình đó. Càng lo tiền tình thì càng dấn dương, càng khổ. Nên bà con không phải cô nay ở đây mà cô nói để mà hù bà con. Càng dấn dương vật chất càng làm cho con người mình càng khổ, không có thoát ra được danh lợi tiền tài. Tới đây nè những người đó hen, cô nói đây không phải là cô nói. Thì nếu bà con làm ăn kinh tế thì cô không có dám nói khẳng định, nhưng mà nói đây để bà con rút kinh nghiệm. Bây giờ càng làm ăn, nếu con người mà có cái căn duyên rồi đó hen, càng làm càng khổ, càng làm càng dấn nợ chồng chồng, không bao giờ thoát. Cô nói rồi, những người mà có căn duyên đó, rồi để coi người có căn duyên càng làm càng khổ, càng tiêu luôn đó. Tại vì là cũng như vậy, tại sao mà có căn mà càng làm càng khổ là có nghĩa như vậy, để cô giải thích luôn cho bà con hiểu biết. Tại vì màn ba chứng chớp, cái người có căn là tất nhiên ở trên xuống trần này thì màn ba chứng chớp, cha cũng lâm phàm, mẹ cũng lâm phàm, các tiên thánh cũng lâm phàm xuống đây thì cứu vớt những người căn tiên, thì làm cho nó tiêu, nó mới thức tỉnh, nó tu, là thương chứ không phải là ghét.
Nên là những người có căn hen làm ăn thấy lỗ, muốn làm chuyện khác cho lớn, càng làm là càng tiêu hết. Là đó là cha mẹ thương để cứu mình, cho mình bỏ danh lợi tiền tài để đem mình về. Còn nếu mình đắm sai danh lợi tiền tài vật chất thì mình chôn vùi trong cái đống đó, không có được về. Tất nhiên là người người có căn là nó khổ như vậy. Nên cô phân tách cho gành luôn cho bà con hiểu biết. Vì xuống đây để cứu mình đang đem về màn ba chuyến chót này. Nếu bây giờ vật chất cho những người căn tiến nó làm đi, nhà lầu xe hơi quá giàu đâu có tu, cho nó khổ te tu nó mới tu đặng đem nó về. Còn những cái vật chất đó bà con suy nghĩ đi, bây giờ mình tạo ra nè công ty này nhỏ nè, làm công ty lớn nè, thì mình sai đắm theo vật chất tiền tài hoài mà lát nữa cái đó đâu có đem đi được, không có đem được. Phải mà đem đi được mà được, mà được về đó cha mẹ cũng cho mình làm nữa, không có đem đi được, chỉ có tu mới đem về được. Chỉ là con người mình có hai con đường, một là tu, hai là ác. Nếu mình thiện thì nữa mình về, ác thì mình đọa địa ngục. Nên là cha mẹ thương mình, không cho mình danh lợi tiền tài, những cái đó là giả tạm. Bởi vì mạng cũng cạn kiệt nên là giả tạm, nên là cha với mẹ cho mình tu đặng mình đem mình về để cứu vớt mình đó. Cứu vớt, vớt mạng ba chiến chót đấy, chứ không phải mà như không mà làm cho mình khổ. Người nói tại sao cha mẹ không thương mà để làm cho con khổ? Thương, nếu thương cho làm danh lợi tiền tài đâu có nhớ con đường tu. Rồi những cái đó đâu có đem đi về, đâu có đem đi theo được. Rồi phải đọa địa ngục, uổng một kiếp căng tiên xuống trần. Nên là cha mẹ cứu vớt mình mà mình không hay, mình không biết, mình còn trở lại trách cha trách mẹ. Bây giờ các vị Phật đã xuống hết, thì cô mới kể cái chuyện này nè. Thì nói cho bà con biết những chuyện bây giờ nó biến chuyển rất là lạ luôn. Tự nhiên hai con rùa ở Bình Dương mà có chụp hình gửi cho cô mà cô tìm không được, để bữa nào đến cô tìm ra nha, quên cái tên cái nick Zalo rồi cô không lấy được. Đằng đó cũng nó cũng ở quê miền Tây mình, nó cũng kết Zalo với cô cũng lâu rồi, bị nhiều quá trong cái Zalo của cô nhiều quá cô không nhớ cái nick của nó. Mới đêm hôm nè, bây giờ sáng giờ tìm không được cô mới tức nè. Nó ngủ, ngủ trưa thôi, cái thấy ông râu dài tới đây nè, nói con đi qua đối diện con mà cách con lộ này qua con lộ bên kia đó, cũng đối diện thôi, nhờ cách một cái dãy phố. Thì con đi qua đó con mua hai con rùa, một con màu nâu một con màu vàng, con đem về con nuôi để người ta bán người khác mà không biết ăn thịt. Thì nó giấc mơ thấy rồi hắn, là nó thức dậy là nó lấy xe đạp chạy qua đó liền. Thì qua cái người bán cá đó nói có người này gửi bán hai con rùa y chang con rùa vàng rùa nâu luôn, để mua về nó nuôi. Nó mới nói hỏi cô như vậy là sao, mà trên con rùa đó có ba cái chữ của Thái Thượng Lão Quân. Bây giờ cô biết cái phép của Thái Thượng Lão Quân nên là cô mới thấy nó chụp hình gửi cho cô luôn, để bữa nào cô tìm được cùng con chụp vô. Ba cái chữ ông là màu nâu cũng có, ông màu vàng cũng có, ông màu vàng là cái, ông màu nâu là đực. Ba cái chữ Thái Thượng Lão Quân rõ ràng luôn, gành gạnh luôn. Nên là rất là lạ không. Bây giờ các vị tới là các vị thần cũng xuống luôn, Phật, tiên, thánh, thần luôn, xuống hết luôn. Nên là nó cũng cận kề rồi, xuống hết chúng sanh này không có thấy không biết, đã nghĩ là không có Phật, có thần, có tiên, có thánh gì xuống. Nếu trong không có thì thầy đâu có nói. Thầy nói nè, Phật, tiên, thánh cùng nhau xuống thế, xuống hết rồi mà chúng sanh không có hiểu biết đó. Nên là những bây giờ hiện ra những vị thần cũng cho mình biết luôn, xuống hết luôn, chứ đừng nói là Phật, tiên, thánh. Bây giờ Phật, tiên, thánh là họ là vô hình nên mình không thấy. Bây giờ cho cặp rùa này thấy là coi có hay không. Mình mắt phàm làm sao mình thấy được vô hình, xuống ngồi cái mình còn không thấy nữa. Nên mình không biết, rồi mình nghĩ là không có. Bây giờ cho cặp rùa này cho xuống coi chúng sanh thấy không. Chuyện lạ luôn, chuyện lạ, độc lạ Bình Dương luôn đó. Mà nhỏ này là Bình Dương nữa. Mà nó con không có kêu ông Bình, ông độc lạ Bình Dương lại quay, con không có kêu. Mà điều kỳ lạ ở đây là nằm chìm bao là y gan luôn ha.
thấy gan luôn, gan luôn, gan bởi vì thì mới ngủ giấc trưa thôi thấy là y chang luôn, mà thấy ông cái râu dài là cô nói là như vậy là Phật thầy đó, bị thằng nó muốn tu theo đạo Hòa không, ở dưới quê nó đây nhưng mà lên chảnh quê An Giang mình nè, lên chảnh hai chồng thì làm nghề hớt tóc, chồng hớt tóc nam, vợ hớt tóc nữ, nó chuyện độc lạ Bình Dương không. Hôm hôm cô nói mình gửi hình đi sáng nay tao đưa lên mạng, không chắc đưa lên tao quay với lắm chắc tìm hỏi, nên là khiến mình kiếm không gạch nè. Chứ nãy cô tính như con chụp lên hang ba cái chữ Thái Thượng Lão Quân gành gạnh luôn. Cái phép của Thái Thượng Lão Quân là cô chỉ bệnh cho người ta hoài đó là cô, cái phép của ổng luôn mà. Mà cái phép của ổng là ba cái chữ nó phải dính lại chứ không rời ra đó. Nên là cô thấy vậy là đúng là cô nói con đừng có cho người ta coi nhiều nha. Tại vì tiệm một tóc nói đó, con phải đừng có phe nhiều nha. Chắc khiến hồi sáng giờ không cho lên đó, nên là kiếm không gặp mới đêm hôm điện mình đó nè. Chắc không cho mình đăng lên đó. Nên là cái chuyện lạ hen con thấy. Bây giờ là các vị đó là thần đó xuống đó hiện ra cho mình biết đây là một vị thần. Còn nếu mà vô hình thì tiên phàm thánh đâu mình đâu có thấy, không có thấy. Làm sao mắt phàm mà thấy được các vị đó hả? Nên là cái chuyện này lạ. Cũng mới đi thôi, mới một tháng à, nó mới con thấy rồi con chạy, con thúc chuyện lấy xe đạp con chạy qua liền. Con đi qua ngay chân ông chỉ ngang đối diện nhà con ngang, nhưng mà cách một cái dãy phố bên kia con đường này con đường đó, qua luôn chân luôn. Mình thấy chuyện lạ. Cái thằng này chắc cũng có căng dữ lắm. Có căng lắm nó mới thấy được như vậy. Ngủ trưa nữa, mai ngủ mà bằng đêm nữa. Nên là bà con bây giờ rất là chuyện lạ. Chuyện lạ tự nhiên ha, bây giờ Tiền Giang nước ngập nữa ha. Còn ngập nữa rồi. Còn 2 ngày nay. Vậy đó hả? Dạ. Rồi không? Mấy bạn gì với quậy? Sao quá. Còn ở dưới Bến Tre với Trà Vinh, Vĩnh Long rồi. Ta nói là nước mặn lên chết giường cũng rất nhiều. Nó khô cằn đó, không có nước rồi nước mặn lên lại chết. Còn chỗ thì tự nhiên cái nước ngập, nước dâng lên. Đất bằng đâu mà nước cái gì? Lại trào. Nước đâu mà tự nhiên đất bằng trăng, không có đứng sông, không có lên, không biết lên chỗ nào. Nếu mà ngập thì ngập từ dưới sông, không đưa lên từ từ hang ngọn này đâu, dưới chậu lên không biết. Mà thấy không? Y chang trong sấm dạng thầy nói luôn. Bởi vì bà con ghi, bây giờ gán mà tu đi, sấm dạng của thầy nói không có sai. Mà bây giờ không phải là cô mà khuyên bà con tu theo giáo lý của thầy đi. Rất là đúng. Thầy nói rất đúng luôn, dạy bà con cũng gán mà tu rất dễ nữa. Tu theo thầy rất là dễ luôn. Chỉ có niệm Phật với cúng lại, làm hiền, lành rồi xong. Không có phải ngồi tụng kinh gì hết chứ. Rất dễ mà, rất dễ mà, rất là màu nhiệm. Bởi vì là để cô nói cho bà con, thầy đã dâng lệnh. Dâng lệnh của Phật Tổ xuống đây rồi là màn chót rồi, nên là mình tu theo thầy là đúng rồi. Đúng luôn. Là vì màn chót thầy muốn rút cái kinh nghiệm ra để mà dạy chúng sanh màn chót này. Còn những cái kinh Phật ngày xưa đó là thờ Phật Tổ đây lại là cao siêu lắm. Mà những người mà tu đó, tu cao siêu mới hiểu. Còn bây giờ chúng sanh bị vô minh làm sao hiểu được. Nên là thầy phải xuống lâm phàm, xuống màn chót này để viết ra những cái kinh sách mà cái, bằng cái chữ tiếng Việt của mình luôn, chứ không với tiếng Phạn. Tiếng Phạn là mình không hiểu. Cũng như cái bài giảng sanh đó con đọc đi. Bên này cái chữ Phạn hồi xưa là Nam Mô Di Đà Bà Dạ Đa Tha Đa Di Đà Tha. Còn bên này thì thầy dạy Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Chẳng Ứng Nhất Thập Nhất Chẳng Cổ Tiên Ngũ Ba Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh. Đó, phổ độ chúng sanh còn cái câu kia mình đâu biết. Thầy phải dịch lấy cái đó đó, thầy dịch ra đó nha. Cái bài giảng sanh đó thầy dịch ra đó. Nên là bà con, thầy dạy rất là kỹ những cái tiếng Việt cho mình hiểu luôn. Mình hiểu cái câu này là mình biết cái việc đó. Còn những cái thời xưa mà thờ Phật Tổ mấy ngàn năm nay kinh rất là cao siêu, mà những vị nào cao siêu mới hiểu đó. Nên là bà con gán mà tu nha. Tu theo giáo lý của thầy, bài cúng cũng rất là dễ luôn. Gớm gớm lạ chân. Đọc một bài cúng thôi mà tất cả hoàn cầu vũ trụ, trên trời dưới đất có luôn, hoàng thiên hộ thổ là đất cũng trời, thấy không? Nên là cô phiên bà con bây giờ ha,
Nếu bà con nào không biết bài cúng, điện thoại cho cô gửi kinh hay gửi bài cúng tới, gỡ có địa chỉ cho cô là cô gửi tới luôn cho bà con tu cho mau mau, tu gấp gấp, nếu không kẻo trễ chừng đối đầu có kiếm liên khùng đó. Trong đó nha, thì cái bài cúng của thầy rất là gọn gàng mà dễ hiểu, mà cúng lại cũng mau luôn. Dạ. Dạ còn hai cái câu này: ác thú lục phá tan tành, tan quan quỷ quái chẳng còn lành đâu. Ghê vậy cô nương. Ác thú đó là người tu cũng chết hay sao? Là người không tu cũng chết là cô mới phân cái câu này. Ác thú hen, ác thú gì? Lục phá tan tành. Đó, ác thú lục phá tan tành có nghĩa là những người không tu nó ăn thịt nó xé, còn những người tu có ánh sáng trên trán này niệm Phật là nó thấy rằng nó xá mình luôn. Những con thú đó nó xá người tu, cái không ăn thịt mà nó còn trở lại xá luôn, xá luôn. Còn những người không tu nó xé xác tan tành, ăn xương sọ tiêu không còn, là không có sợ. Người tu với người không tu lộn xộn nhưng mà không sợ, có nghĩa là người tu thì con thú nó biết nó tránh ra, nó xá mình, còn người không tu nó biết nó ăn thịt đó. Nên bà con đừng sợ, đừng sợ là cái chỗ người tu với người không tu sống chung với nhau lát ăn thịt tu luôn, không có, không có cái chuyện đó. Nhưng bà con là người không tu không có gì hết, không có ánh sáng gì hết, mà con thú là phải là thú thường, thú của trên đưa xuống nhìn biết người tu người không tu đó. Nên là bà con đừng sợ, là những cái thú đó là không phải mà thú bình thường giống mình nuôi với trần gian này đâu. Thú đó là thú ở trên đưa xuống những cái gì đó để trừng phạt những người không tu lọc lừa ra đó. Nên là người tu thì đừng sợ, người không tu thì lo tu đi, còn người tu đừng sợ, đừng sợ thú ăn thịt xé gì hết. Còn câu nữa. Dạ. Câu nói câu gì đó. Dạ. Tan quan quỷ quái chẳng còn lành đâu á con. Dạ. Lúc đó thì tan nát hết rồi còn gì nữa. Đã là khắp, thầy nói luôn, cả thế giới, khắp thế giới cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nuôi dưỡng nó chắc chiêu, như Phật cũng chắc chiêu dạy mình để mình tu, nuôi dưỡng mình dạy mình tu mà đến giờ không có được, nên là phải bỏ. Nay tạm diệt lập đời trở lại. Là đó, đến đó đó là Phật mới dùng phép mà mới lập lại thượng quân. Hồi đó vì nuôi dưỡng nó, nâng niu nó để dạy cho nó tu, mình không có nghe lời, không có tu dân, thì bây giờ đến phải lập lại cái đời thượng quân, đời thánh đức, đời tăng lại, mới lọc lừa, mới bỏ những cái cặn bã đó. Bởi vì nếu mà giờ mình không có lọc lừa, mà không có giống như cái lưu con phải xúc cho sạch, con mới vô cái lưu nước mới, nó mới trong được. Bây giờ không có xúc lưu làm sao mà còn hoài làm sao được. Bởi vì mình lọc lừa sàng sẻ những người không tu mới tiêu hết, mới lập lại cái đời thánh đức, đời vua chúa, đời tăng đó, gọi là đời tăng đó, mình gọi là thượng cổ chứ đời tăng, đời mới đó, đời tăng đó. Yeah. Bởi vì thầy có viết thêm mấy câu là thấy chuyện hung dữ mà gầu, chư Phật ngồi gầu biết liệu làm sao. Thế chư Phật mà còn phải ngồi gầu, gầu là thương chúng sanh không biết tu hiền mà chẳng. Bây giờ giống như cô nói giờ rõ ràng gì cho bà con dễ hiểu, mình có 10 đứa con mà được có 2 đứa tu à, 8 đứa này không tu, bây giờ mình gầu nghĩ Phật cũng thương chúng sanh giống như mình thương con mình vậy. Ngồi ở chỗ mà gầu mà thương xót cho chúng sanh không biết quay đầu tu, nên là gầu thương mà không biết cách nào làm sao. Dạ, yeah, chẳng biết kiểu làm sao. Bây giờ làm sao, bây giờ nó không tu rồi mình làm sao giờ? Bởi vì chuyện ác muôn ngàn, Phật biết thế nào cứu cả hung hăng. Đâu có cứu được. Cả hung hăng mà không thể cứu. Không thể cứu được. Bởi vậy bây giờ nếu mà Phật đã biết hết, giống như mình thương 10 đứa con này mà có 2 đứa tu, còn 8 đứa không tu, mình gầu gỉ không biết làm sao để mình cứu nó đây, không biết làm sao mình dạy cho nó quay đầu đây nè. Các vị Phật cũng giống thương chúng sanh giống như mình thương 8 đứa con đó. Bây giờ được có 2 đứa tu và 2 đứa không tu, Phật cũng vậy, được không biết làm sao mà cứu nó. Bởi vì không tu làm sao cứu được. Phật là công bằng đối với chúng sanh, đối với loài muôn thú. Nếu bây giờ sát sanh hại vật tàn phá, tàn sát, thì Phật ra tay cứu thì tất nhiên là không có công bằng đối với chúng sanh kia. Cũng một con thú như vẫn là chúng sanh,
Đó. Tại sao ông cứu người này, ông giết tôi? Không được. Nên là Phật mới đành lòng mà thương xót mà không biết cách nào để cứu được. Vì nếu ra tay thì không được. Phật mà dùng phép màu mà làm gì không được, nhưng không có cứu được là có nghĩa là không có công bằng với chúng sanh, với loài người. Loài người là tàn bạo, giết người này thì để cho nó trả, nên là cứu không được, chứ không phải là không có cái thần lực để mình cứu. Lập đời ở còn được mà, còn huống gì cứu một người này có gì đâu. Nhưng mà không cứu là có nghĩa là nó ác thì nó phải trả. Do định lực nhân quả có gì phải có trả. Đó, luật nhân quả thật là câu diễn một suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Không có lọt thì để cho nó trả, chứ không cứu được. Đó, nếu mà cứu được thì cứu hết trơn luôn rồi, đâu có để cho nó khổ. Đó, nên là bà con, mình là mình chịu. Mình ác thì mình phải lãnh cái hậu quả ác, chứ không có nói ai cứu mình được. Đừng có trách cha, trách mẹ, trách chờ Phật sao không cứu tôi. Vì mình làm ác Phật đâu có cứu được. Rồi là lúc bình thường không có là tu, không có niệm Phật, đến chuyện niệm Phật lăng xăng Phật đến cứu đâu có được. Đến được nhưng không có cứu được là có nghĩa là mình là ác thì mình phải trả. Bởi vì thầy nói, trong Phật nói là cũng như là căn ai nấy trả, mà quả của ai thì nấy mang, không ai mang giùm ai được. Giờ mình là cha mẹ, anh em mình cũng không có mang giùm được. Nó làm ác thì nó phải trả. Giống như luật ở trần gian, con giết người thì con phải bị nhà nước bắt bỏ tù hoặc tử hình để bù lại cái người kia, chứ không có ai mà cứu được. Cha mẹ không xin nắm được. Luật âm phủ, bởi vì dương gian âm phủ đồng nhất ý là vậy đó. Ở trần gian này làm sao là vô vi làm y chang vậy luôn. Bây giờ con thấy những người đi giết người cái thiền nhà nước cũng bắt tử hình. Còn cái lực đó là ở trên cha mẹ cũng xử phạt giống như vậy luôn. Mình ác thì mình phải trả, chứ mà không có cứu được. Nên là bà con phải gán làm những gì, đừng làm cái chuyện ác thì mình không có gặp cái ác, mình không gặp khổ. Mình cố gắng mình làm những việc gì có lợi cho chúng sanh, có giúp được bà con thì cái đó là không có trả, không nhân quả. Còn mình thì mặc kệ, bây giờ hay tôi giết mà chết giận thì mình phải trả, không đợi dưới là để vô vi mà sửa trừng phạt tại trần gian luôn. Nên là bà con gắng làm những gì mình thấy mình làm cho đúng, mình làm nghĩ sao có Phật nhìn xuống, có trời nhìn xuống mình, biết mình làm thì làm. Tuy rằng không thấy ai, nhưng mà có hết trơn, thấy hết nghe bà con. Đừng thấy ai không thấy tôi làm việc này, nhưng mà trời Phật biết thấy hết. Đi vô hình đừng ngỡ rằng không. Đó. Nên là bà thấy con gắng nó phải làm những việc gì từ đây đến trở về, từ đây đến tới hen, gắng làm những việc gì cho hiền lương nhân ái, đừng làm những việc bạo tàn. Mình tu á, những nói về những người không tu chưa chắc gì sửa được. Thì nó cũng tàn bạo thôi. Mà nói đây với những người có cái căn duyên, là cũng có cái tâm, cũng có cái tâm từ bi, thì có thể ta phát nguyện được. Còn cái người mà vô tâm, mà cũng như là giống như mà lời thú mới chuyển lên, không có cái tâm, cái màn này chắc cũng tiêu, không có còn. Nên là bà con á, bây giờ cô nói đây cũng cạn lời, cạn ý của cô. Bà con bây giờ ăn chay nè, niệm Phật nè, làm hiền làm lành là được. Chứ không có cái gì là khó. Thứ nhất là tránh những điều ác đi. Tránh những điều ác, làm nhân ái là được. Chứ không có gì bị gì màn kết thúc rồi cũng cứu vớt hết trơn à. Chứ đừng nghĩ rằng tôi mới tu đi không kịp, kịp được hết là có nghĩa là mình phải giác ngộ. Giác ngộ và mình phải quay đầu cho kịp là kịp. Dạ rồi, cảm ơn cô Năm đã chia sẻ Phật pháp cho bà con để nghe, để biết và bớt lo âu và cũng tinh tấn hơn trên con đường tu của mình. Còn cái cồn nghe, cô cũng nhắc lại cho bà con. Cái cồn mọc là cái đó là cũng như là
Cái đó là luật của vũ trụ, của thiên nhiên, của trời đất, là từ ngàn xưa đến giờ vẫn có y như vậy, chứ không phải là mới cái cầu này mới mọc đây đâu. Từ xưa tới giờ, ngàn đời vô thủy đến giờ, lâu lâu thì còn cũng mọc lên, lâu lâu cũng còn cũng mọc lên. Mọc lên thì thời gian năm, 30 năm, 70 năm thì thành đất, thành một cái đất rộng bao la, thì cất nhà cất cửa lên đó. Không có cái gì là quan trọng, bà con yên tâm. Cái này là lực thiên nhiên của vũ trụ đất trời nha. Cô Năm nói gì cho bà con? Còn mọc là cái chuyện bình thường, mà đi đồn lên là nói ông Năm chèo nên người ta mới sợ, chứ không phải nói cái cồn mọc người ta đâu có sợ. Nên là bà con yên tâm, cồn mọc này là của vũ trụ, của thiên nhiên, của tạo hóa, không có cái gì là lạ hết nha bà con. Gắng tĩnh tâm tu đi, rồi chừng nào ông Năm chèo mà ông nổi thiệt đó, thì lúc đó cái núi nó nổ trước. Mà tới ông Năm chèo, nghe con nhắc lại một lần nữa bà con nhớ, chừng nào cái núi ông cắm mình á, nổ tiếng đầu tiên đó, là bắt đầu ông Năm chèo mới xuất hiện. Bây giờ núi chưa nổ mà, nên bà con yên tâm mà gắng câu ngang. Đến cái việc này là có hết á, phải thăm đông nhưng mà chưa có đến thôi. Không biết chừng nào đó, có thể là năm tới không chừng, có thể là năm tháng không chừng. Bởi vì thầy cũng nói máy tiên cơ mỗi phút mỗi thai mà, bây giờ bình yên lắc nó tới là trục đất là sao biết được. Nó thay đổi, mà thay đổi rồi đó, như tên bắn vậy đó, đi một cái dèo là tới liền. Nên mình cũng không có định được, nhưng thực tại hiện tại là không phải. Nhưng mà tới đây cô không biết được, cô cũng không có khẳng định. Có thể một tháng nữa không chừng, có thể cuối năm này không chừng. Cô không biết được chục năm sau không chừng. Có thể là 5-10 năm không chừng. Bởi vì Phật nói mà. Nên là bà con gán, mà nếu mà tới rồi thì như tên bắn đạn bay, cái dầu là cái liền. Tu trước chắc ăn. Mình tu đi chắc ăn nhất. Bây giờ cái gì cũng không biết, cũng quan trọng mà tu. Tu đi, bà con gán tu đi. Thì bây giờ kết thúc cái clip này thì cô cũng nói về cái cồn để chỉnh đốn cho bà con yên tâm. Bà con đừng có nghĩ là ông Năm chèo ha. Thì bây giờ thì chưa đó, thì gắng tu đi. Nhưng hiện tại thì chưa, thì gắng tu đi. Để đến việc rồi mình tu không có kịp. Thì cô cũng chúc cho bà con nha, gắng tu tinh tấn trên con đường đạo đức. Cô cũng chúc cho được tiến lên, thì sau này mình được cùng nhau, mình gặp, mình vào giữa hội hôm qua, lúc đó mới vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Đạo Phật. Thank you.